chảy nước miếng anh em ạ. Mời anh em nhá. Mời anh em trên TikTok nhá. Ngon lắm. Mong mù ua xuống lại tìa. Ua xuống đây có chị hai. Hi hello anh em, chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình anh em nhá. Mình là Sông Cỏ Vlog đây anh em ạ. Anh em ơi, hôm qua mẹ mình đi ruộng ấy thì mẹ mình có nhặt được một ít ốc ấy mọi người. Ốc ở ruộng ấy mọi người ạ. Nên mình nghĩ ra một cái ý tưởng như này mọi người ạ. Mình sẽ đi kiếm ống tre nhá mọi người. Mình sẽ nướng ốc trong ống tre. Đấy, xem như thế nào nhá mọi người nhá. Mọi người xem hết video của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm ống tre thôi. Đấy, nhìn ngon chưa mọi người? Đấy, Bi Mom thì đang ngủ trên nhà mọi người ạ. Nóng như này vẫn ngủ được. Đấy, ok. Ok anh em ơi, mình đã đi kiếm ống tre được rồi nhá anh em nhá. Mình dùng ống tre gai anh em ạ. Đấy, đây ốc của mình đây anh em ơi. Đây. Đó, bây giờ mình đã chuẩn bị một ít xả để tí mình cho vào anh em ạ. Đây, mình có đập sẵn, lúc nãy mình có đập sẵn rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho con ốc vào đây anh em nhá. Đó. Lần đầu mình làm món ốc điêu vàng này nướng trong ống tre anh em ạ. Không biết là có ngon không. Nhưng mà anh em làm thử anh em nha. Đây. Cái ống nhỏ quá chắc là không nhét vào hết được anh em ạ. Đấy, cho ít xả vào đó anh em. Cho ít xả vào đây cho nó thơm anh em ạ. Mình kiếm cái ống nhỏ quá anh em. Lỗi rồi anh em ạ, không nhét được hết. Bây giờ đã đầy rồi anh em. Thôi không sao. Đấy, mình làm ăn thử xem anh em ạ. Làm ăn xem. Đấy, nếu mà ngon thì lần sau mình đi kiếm về nhiều nhiều. Đấy. Để mình làm tiếp cho anh em xem anh em nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái lá xả này để bịt lỗ lại nha anh em nha. Ok, xong rồi anh em nha, còn thừa bằng này nữa. Đấy, mình không nhét hết được anh em ạ, vì cái ống tre của mình nhỏ quá nhé. Bây giờ mình sẽ đi đốn củi lên, xong rồi mình nướng trên bếp củi nha anh em. Ok anh em. Ok anh em ơi, mình đã nhóm xong lửa rồi anh em nhá. Bây giờ mình đặt để đây nướng anh em ạ. Đấy, để đây. Bây giờ trong lúc thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi làm một bát nước chấm chiêu cay nha anh em nhá. Ok mọi người ơi, đây nha, món ốc của mình nướng trong ống tre của mình đã chín rồi nha anh em nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra anh em ạ. Rồi, thơm thật anh em ơi. Nóng quá anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ mở đổ ra đây nha anh em nha. Nóng đấy. Không ra nhỉ. Tí đủ luôn thì khỏi ăn. Không ra anh em ạ. Chắc mình phải lấy cái que thì chọc ra anh em ơi. Rất là ngon nhỉ. Chỉ còn bổ chua bánh của chúa là chúa cơ đó, cũng một chút này chúa cơ nhớ em bảo cú rồi hãy nhớ bảo cú lúc em. Ok anh em, mình phải lấy đôi lúa chọc ra anh em ạ. Nhớ tỏ cú lúc gió hăng có yếu tăng lúc. Ủa? Đang là gió hăng chứ bỏ con mùng đợi của cái video thì cũng đáng gió hăng. Nhớ cụ từ giờ đúng đi là nó sẽ khoảng á.
Ui dồi, nóng quá anh em ơi. Trời ơi. Có sạch không đây? Hả? Thử ăn một miếng xem nào. Ok ra hết rồi anh em ạ. Em có băng này thôi anh em, tại ống tre mình nhỏ quá anh em ơi, nên là mình nhồi không được nhiều anh em ạ. Rồi. Mùi thơm quá anh em ạ. Đây nha. Đấy, mình nhồi được bằng này thôi anh em. Đây bát nước chấm thần thánh của mình anh em ạ. Bát nước chấm siêu cay của mình. Đấy, bao gồm mình cho ớt này, cho sả này, cho tỏi này, với lại nước một tí nước mắm anh em ạ. Ok anh em nhá. Ai bấm tim muốn mình chính anh em nhá. Bây giờ thì thưởng thức thôi anh em. Mời anh em nhá. Ai bấm tim cho mình đi. Trời ơi nóng thổi luôn anh em. Mình chỉ ăn được một con như thế này thôi. Ôi. Ngon. Thơm quá anh em ơi. Đây à, chấm với cái kia đâu? Bạn đang chấm siêu cay. Đây kia. Đấy nha. Chảy nước miếng anh em ạ. Mời anh em nhá. Mời anh em trên TikTok nhá. Ngon lắm. Mông mùa xuống lại tìa. Ủa xuống đây có chỉ hai lô mông chứ có chỉ nhiều mông hồ. Đấy bỏng hết tay rồi mọi người ạ. Tại lúc nãy mình không để ý. Làm con to này luôn anh em ơi. Mùi thơm lắm, thơm lắm anh em ạ. Mọi người có biết cái này là con gì không? Chỗ mọi người có ăn được không? Đi mõm này. Lúc mình làm video bây giờ cầm chai nước mắm ra là điện thoại like TikTok mọi người ạ. Đấy mời anh em trên TikTok nha anh em nha. Rồi. Ngon thế. Làm nhiều. Tao đi. Đúng rồi. Đi tìm cái ống tre. Để làm nó thay cái ống tre nhỏ. Nhưng mà tao thật cái ống tre to thì nhồi được hết thì làm. Nó không biết to ở cái đầu mày à. Mọi người xem trên YouTube của mình nha anh em trên TikTok nha. Tối mình đăng trên YouTube của mình ấy. Ôi. Ngon anh em ơi. Đây. Đây. Cùng người nha. Vợ chồng mình chưa có người yêu đâu. Có bồ thôi. Mời anh em. Em mời các chị, các em, các em, các chị. Còn đây. To lắm mọi người ạ. Thơm lắm anh em ạ. Anh em nên thử nhá anh em nhá. Đây ốc này có rất nhiều, ở ruộng có rất nhiều anh em ạ. Hôm nào mình lại đi nhặt về làm tiếp anh em ạ. Cho nó chất anh em ơi. Mời anh em. Quả dưa của mình đi bán hách mất anh em ạ. Chán thật. Lúc nay mình đi hái về một quả ăn hết quả rồi, bây giờ lại hack hết một quả của mình nữa anh em ạ. Dạ. Đây, cho nó ăn lấy trâu. Nó sẽ là ra chỉ lại lấy trâu. Mình móm ra ăn ké mình mọi người. Mình ăn xong mình sẽ lên cho mọi người một thứ rất là quan trọng với mình nhé. Mình sẽ cho mọi người xem cái gì mình ăn xong mình sẽ cho mọi người xem cái gì. Anh em trên TikTok tối vào xem video của mình trên YouTube của mình nha. Mình đăng trên kênh Sum Cỏ Blog anh em ạ. Mọi người xem video của mình thấy hay mọi người ấn like đăng ký kênh ủng hộ mình nha.
Ngon thế mà hết rồi anh em ạ. Mình tặng mình làm ít quá anh em. Làm cho tập 20, 30. Mà Miu, Miu muốn banana à? Đây này, cho miếng. Hết mất rồi anh em ơi. Ngon thế mà hết mất anh em ạ. Anh em muốn mình làm tiếp thì comment ở dưới nha. Để lúc nào mình đi nhặt về nhiều nhiều làm tiếp cho anh em xem. Bây giờ mình ăn dưa tráng tráng miệng anh em ạ. Mình ở thăm Uyên Lai Châu nha. Miệng chỗ thằng Uyên Lai Châu nha. Anh em ơi, mình dừng video ở đây anh em ạ. Hết mất anh em, ít bây quá. Bây giờ mình ăn xong rồi mình sẽ cho cái gì cho mình xem nha. Đâu rồi, cu mày để đâu đây? Tạm thời là mình xuống video anh em. Mày để bye đâu? Bye bye anh em đã xem hết cuộc video của mình nha. Mày để đâu? Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye anh em.